Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Vâng thưa các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 6 tháng 11, chúng ta sẽ đến với buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội trước trận đấu quan trọng của họ với cao thủ Viettel ở vòng 23 V-League 2022. Đây sẽ là một trong trận cầu mang tính quyết định tới cơ hội vô địch sớm của câu lạc bộ Hà Nội FC. Và chúng ta hãy cùng theo dõi sự chuẩn bị của đội bóng này trước trận cầu với đội bóng Ao Lính sẽ như thế nào. Hôm nay là buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội chuẩn bị cho trận cầu rất quan trọng gặp Viettel ở vòng 23 V-League. Trận đấu diễn ra vào ngày 9 tháng 8 tới đây. Xin lỗi các bạn là ngày 9 tháng 11. Đây, trận cầu sẽ quyết định rất nhiều tới khả năng vô địch có thể là vô địch sớm của câu lạc bộ Hà Nội. Lúc này thì họ đang hơn đội đứng thứ hai là Hải Phòng khoảng cách là 2 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Văn Quyết hôm nay mặc dù đang gặp thẳng chấn thương nhưng cầu thủ này vẫn ra sân tập cùng các đồng đội. Theo thông tin từ phía đội bóng thủ đô thì chấn thương của Văn Quyết khiến cho đội trưởng của Hà Nội FC phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Một câu hỏi cũng hay ý của em đó là sự thiếu vắng hai cái tên, thứ nhất là Văn Hậu bị treo giò, thứ hai là anh Văn Quyết bị chấn thương, thì có ảnh hưởng như thế nào đến lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội? Thời điểm này thì rõ ràng việc thiếu vắng Văn Hậu, Văn Quyết sẽ khiến cho Hà Nội phải tìm những phương án khác để thay thế những cầu thủ này. Tuy nhiên thì đây là một mùa giải rất là dài, Hà Nội thì có lực lượng rất là tốt và hy vọng là những cầu thủ thay thế sẽ làm tốt nhiệm vụ mà ban luyện đưa ra. Với câu lạc bộ Viettel thì anh Dũng có đánh giá như nào về Viettel? Với Viettel thì như biết thì hàng phòng ngự của Viettel thì rất là tốt và họ là đội để thủng lưới ít nhất. Và ngoài ra trên hàng công thì sự hiện diện của Hoàng Đức cũng như Giovane thì rất là nguy hiểm trong lúc họ chơi bóng trực diện hơn. Mục tiêu của Hà Nội trong trận đấu tới sẽ là gì? Mục tiêu của Hà Nội thì đây là những trận đấu quyết định đến cái chức vô địch của giải, nên là Hà Nội sẽ cố gắng đầu tiên sẽ có điểm và hy vọng sẽ hướng tới 3 điểm. Hùng Dũng cũng nghĩ rằng là nếu như chúng ta giải quyết tốt trận đấu Viettel sắp tới thì coi như Hà Nội đã tiến lên đến gọi là một chân, hoặc là một bước dài trong trận đến chức vô địch của V-League mùa giải này hay không? Với các cầu thủ trong đội thì chỉ tập trung vào trận đấu thôi, chứ còn không tập trung bao nhiêu vào đối thủ như là giải đấu. Mình cứ làm tốt từ trận đấu và có được những cái điểm số quan trọng để có thể hướng tới mục tiêu xa hơn. Và trận đấu nào thì chúng tôi bước vào sân với mục tiêu là giành kết quả tốt nhất. Với những đối thủ đang cạnh tranh vô địch cùng với Hà Nội như là Bình Định, Viettel hay Hải Phòng thì với cá nhân Dũng có đánh giá đội bóng nào là có gọi là chướng ngại to lớn cản trở gọi là tới tham vọng vô địch của Hà Nội hay không? Với tôi nghĩ thì cả ba đội bóng này đều là những đội bóng có cơ hội để cạnh tranh vô địch. Ở thời điểm này thì gần nhất có lẽ là Hải Phòng, vì Hải Phòng có số điểm khá là sát với Hà Nội và cái sức ép mà họ gây ra cũng hơn lớn, vì họ thường là thi đấu trước cho Hà Nội, cho nên là bản thân Bình Định cũng như là Viettel cũng nhận đội bóng rất là tốt, và cái nhận đội bóng này thì đã bám sát Hà Nội suốt từ đầu giải giờ, và năm nay là một giải rất là kịch tính và Hà Nội cũng phải cố gắng hết mình để có thể có được chức vô địch. Huấn luyện viên Trương Duy Hô có chia sẻ rằng gần đây thì đội đang gặp khá nhiều áp lực về việc vô địch, thì Dũng có thể chia sẻ những cái áp lực hiện tại đội đang phải gặp phải là gì không, và cách giải quyết để hướng tới trận tới sắp tới? Những cái áp lực thì đương nhiên là sẽ đến, đặc biệt là với cầu thủ, thì đặc biệt là những đội bóng lớn như Hà Nội thì gần như là chúng tôi mùa giải năm nào chúng tôi cũng phải tham gia những cuộc đua như thế này, và năm nay thì đã có rất là nhiều cầu thủ mới với đội, các đội ngoại binh cũng chưa kinh nghiệm, đấy là cái điều mà chúng tôi còn thiếu sót. Thì trong những chặng đường quyết định như này thì những cầu thủ có kinh nghiệm đã từng trải qua như trận đấu lớn thì sẽ có cái khả năng giúp bóng nhiều hơn được. Tuy nhiên thì các cầu thủ trẻ đã tiến bộ, các cầu thủ ngoại binh đã hòa nhập, và tôi tin là Hà Nội đang có một cái phong độ tốt. Ba vòng đấu tới là Dũng có biết mình sẽ gặp những, ngoài Viettel ra thì mình sẽ gặp những đội nào nữa không? Viettel thì sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà và Hoàng Anh Gia Lai trên sân khách. Đội có những cái tính toán cụ thể gì trong từng trận đấu để có thể hướng đến ngôi vô địch không? Chúng tôi chỉ tập trung vào từng trận đấu một thôi. Sẽ khi mà qua trận đấu này thì sẽ có những cái bước tiếp theo để tính toán. Hiện tại thì World Cup đang sắp đến đấy,
và cũng có rất nhiều cầu thủ bị chấn thương. Và ở Việt Nam thì sắp tới thì cũng là AFF Cup, thì anh có lo ngại cái việc chúng ta bung hết sức mình thi đấu hết sức ở V-League thì sẽ bị ảnh hưởng đến một cái nguy cơ gì đấy ảnh hưởng đến cái AFF Cup sắp tới không? Tôi nghĩ là với các cầu thủ thì việc tính toán trước tương lai không phải là việc tôi nghĩ đến. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu sắp tới thôi. Còn ba trận đấu là phải chiến đấu cách hết mình vì câu lạc bộ trước. Còn chuyện được thi đấu tại AFF Suzuki Cup đó là chuyện của tương lai. Và chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt thôi, không có lo lắng về việc sẽ chấn thương hay là sẽ phải đối đầu với cái gì hết, chỉ tập trung vào trận đấu thôi. Dũng cũng nhiều lần băng đội trưởng, thì trong giai đoạn quyết định như thế này thì cái việc mà cái người vai trò của người đầu tàu rất là quan trọng trong việc giải tỏa áp lực cũng như là động viên anh em, thì Dũng có chia sẻ gì với các người đàn em của mình cũng như là toàn đội? Với câu lạc bộ Hà Nội thì việc anh Văn Quyết hay là tôi hay là bất kỳ cầu thủ nào làm đội trưởng thì luôn luôn hiểu là cái trách nhiệm của những cầu thủ sẽ chia sẻ với các đàn em. Thì với các cầu thủ trẻ thì đây là cơ hội của họ, và tôi tin là việc nắm bắt cơ hội thì họ hiểu là chúng tôi vẫn tập luyện rất là chăm chỉ và tận dụng những cơ hội mà chúng tôi có được. Okay. Vừa rồi là phần trả lời của Đỗ Hùng Dũng trước trận đấu gặp Viettel. Ở trận đấu tới thì gần như chắc chắn, cái này là mình nghĩ thôi, mình đoán Hùng Dũng sẽ là người tiếp quản chức băng đội trưởng của Văn Quyết. Thực ra thì Hà Nội FC vẫn còn rất nhiều các cầu thủ kinh nghiệm khác. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại mình nghĩ là Hùng Dũng là cầu thủ phù hợp với chức băng đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội. Ngoài Văn Quyết thì ở trận đấu tới Văn Hậu cũng sẽ không có tên trong danh sách đăng ký của Hà Nội FC. Cầu thủ này đã dính thẻ vàng ở trận gặp Thanh Hóa và đã đủ thẻ để nhận án treo giò. Buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội hôm nay diễn ra trong thời tiết nắng khá đẹp, nắng mùa thu, những ngày cuối thu và đầu đông, thời tiết rất là mát mẻ. Một nhóm ở bên chỗ cái tam giác, các bạn gặp tam giác bên này ạ. Same here. I'm going to go and finish. This side. Yeah. Back to here, right?